Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cái phần thứ tư là cái phần 3.2 từ hàng thứ 11 đến hàng thứ 18 của cái phần thân sau ngay cổ áo đi xuống. Thì ở đây là mình đã móc được cái hàng thứ 10 rồi nè. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái hàng 11 là các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính nè. Quay mặt lại. Các bạn sẽ móc vô chọn cái chỗ mà ngay cái điểm giữa hai cái mũi đầu tiên một mũi đơn cho mình. Tiếp tục 3 bính 1 đơn lặp lại 3 lần. Như thế này. Rồi tiếp tục lên 3 mũi bính nè. Các bạn sẽ móc cái cộng qua giăng phía dưới đi lên cho mình. Rồi, qua. Ở đây thì cái phần đỉnh nhọn của qua dứa này là xong rồi nè. Các bạn sẽ móc nối giữa hai cái phần cụm này lại với nhau. Các bạn móc qua cái cụm này đi lên luôn, hai kép. Một bính nè. Còn lên mình để nó bị gối. Rồi các bạn sẽ móc hai mũi kép nữa ở đây. Thì hai cái đường hai bên sẽ đi nó lại với nhau ở điểm giữa này. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ lên cho mình làm 3 bính. Các bạn móc vô giữa hai mũi kép này một mũi đơn. 3 mũi bính. Các bạn móc kế tiếp một mũi đơn, các bạn 3 bính một đơn lặp lại thêm cho mình nó 6 lần nữa. Đây. Rồi, là tổng cộng hiện tại trên đây là mình được 7 cộng. Tại cộng đầu tiên mình đã móc rồi. Rồi tiếp tục 3 bính nè. Các bạn qua bên phía bên đây. Các bạn đợi mình gỡ phần len nha. Tại mình để cái bị gối nè. Các bạn qua đây móc cho mình 2 kép. 1 bính 2 mũi kép. Sau đó qua cái cụm này móc cho mình 2 kép. Một mũi bính nè, 2 mũi kép. Đó, kế tiếp thì bây giờ mình sẽ qua cái cụm này nữa thì các bạn móc tương tự như cái cụm đầu tiên mình đã móc phía bên đây. Lên 3 bính. Qua đây một mũi đơn. Tiếp tục 3 bính một đơn lặp lại 7 lần. Đây, sau khi móc xong cái cụm này thì các bạn lên 3 bính và các bạn sẽ móc cho mình 2 kép vô đây. 1 mũi bính,
hai mũi kép. Tiếp tục qua cụm đây hai kép. Một bính, hai mũi kép. Rồi kế tiếp các bạn sẽ làm một quả dứa bên đây tương tự như hai cái quả mình vừa móc. Lên 3 bính nè, qua đây móc một mũi đơn. Sau đó 3 bính một đơn là lại 7 lần. Rồi lên 3 mũi bính nè, qua đây móc 2 kép. 1 bính nè, 2 mũi kép. Tiếp tục 2 kép, 1 mũi bính, 2 mũi kép. Rồi lên 3 mũi bính nè, móc qua cái cạnh giữa hai mũi kép này một mũi đơn. 3 mũi bính, 1 mũi đơn. 3 bính nè, 1 đơn. Sau đó bạn sẽ lên 1 mũi bính và móc 1 mũi nửa kép. Hả? À, không, cái này các bạn lên thêm 3 bính luôn. Móc vô giữa hai cạnh này một mũi đơn. Rồi mới lên 1 mũi bính và móc 1 mũi nửa kép vô chân bính thứ 3 phía ngoài cùng. Như thế này để kết thúc cái hàng thứ 11. Tiếp tục cái hàng thứ 12, các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Quay mặt lại, các bạn móc vô cái cạnh phía trong này một mũi đơn. 3 bính một đơn lặp lại 2 lần. Rồi, tiếp tục 3 mũi bính nè. Qua đây các bạn sẽ móc cho mình hai cái cụm này đi lên. Mình đang móc hàng thứ 12 nha. Như thế này, lên 3 mũi bính nè. Qua đây một mũi đơn. 3 bính một đơn lặp lại tổng cộng cho mình là 6 lần. Rồi tiếp tục lên 3 mũi bính. Móc hai cụm hoa văn này lên. Rồi tương tự như phía bên đây, các bạn sẽ móc cái cụm quả dứa bên đây luôn. Ba bính nè, hai cụm này đi lên.
tiếp tục qua cái cụm qua dưới cuối cùng lên 3 bính luôn, móc một mũi đơn vô đây, sau đó là 3 bính một đơn 6 lần. Lên 3 bánh nè, móc 2 cụm đi lên. Rồi lên 3 mũi bính. Qua đây móc một mũi đơn. 3 bính nè, một mũi đơn. 3 mũi bính, một mũi đơn. 3 mũi bính nè, móc một mũi đơn phía ngoài cùng này. Kết thúc cái hàng thứ 12. Tiếp tục hàng thứ 13, các bạn lên cho mình 3 bính. Quay mặt lại. Ở đây các bạn sẽ móc vô cái cụm này một mũi đơn. Lên 2 3 bính. Qua đây một mũi đơn. 3 mũi bính nè, một mũi đơn. Sau đó là 3 mũi bính. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình là hai kép, một bính hai kép. Tiếp tục qua đây. Đây. Rồi, 3 mũi bính nè. Qua đây vẫn móc một mũi đơn. 3 bính một đơn, lặp lại cho mình là 5 lần. Như thế này. Tiếp tục lên 3 mũi bính. Qua đây móc 2 kép. 1 đơn, 2 mũi kép. Tương tự như cái cụm này, các bạn sẽ móc cho mình 2 cái cụm còn lại tới cuối hàng thứ 13 luôn.
Này, các bạn làm một bánh nè, móc một mũi nửa kép vô cái chân phía dưới này luôn. Rồi tiếp tục ở đây các bạn lên cho mình là 3 mũi bánh. Quay mặt lại, các bạn móc vô cái cụm phía trong đây, một mũi đơn bắt đầu cái hàng thứ 14 nha. 3 bánh nè, một mũi đơn. 3 mũi bánh. Qua đây, móc cái cụm này đi lên cho mình hai kép. Một bánh nè, 2 mũi kép. Sau đó là 2 mũi bánh nè. Qua đây, 2 kép. 1 bánh, 2 mũi kép. Tức nghĩa ở hàng thứ 14 này mình sẽ tách hai cụm này ra, cách nhau bỏ 2 mũi bánh ở đây. Rồi tiếp tục 3 mũi bánh, 1 mũi đơn. Rồi tiếp tục 3 bánh, 1 đơn, lặp lại cho mình là 4 lần nữa. Sau đó là 3 mũi bánh nè. Qua đây, hai cụm này các bạn sẽ tách nhau bỏ 2 mũi bánh trên giữa. Này, tương tự như cái cụm này, các bạn sẽ móc hai cụm còn lại cho mình. Này mình đã xong cái cụm, hai cụm cuối nè. Còn phần cuối cùng này, hai cái cụm này các bạn sẽ tách ra. Rồi lên 3 bánh nè. Qua đây 1 mũi đơn. 3 bánh, 1 đơn nè. 3 mũi bánh, 1 mũi đơn. Cuối cùng ở đây, kết thúc hàng thứ 14. Tiếp tục hàng thứ 15 lên 3 mũi bánh nè. Quay mặt lại, móc vô cái cụm này 1 mũi đơn, 3 mũi bánh. Qua đây móc 1 mũi đơn. Tiếp tục 3 mũi bánh nè. Móc cái cụm này lên. Rồi, ở hai bánh này các bạn sẽ móc cho mình một chữ V. Như thế này. Rồi qua bên đây móc. Rồi tiếp tục 3 bánh nè. Vô đây 1 mũi đơn. 3 bánh 1 đơn, lặp lại thêm 3 lần nữa.
Rồi, cái cụm này các bạn sẽ móc tương tự như cụm đầu tiên của mình móc. Rồi, tương tự như vậy các bạn sẽ móc hết cái hàng thứ 15 cho mình luôn. Đây này, mình tới cuối hàng 15 các bạn lên một bánh móc một mũi nửa kép ở cái chân cuối cùng này. Kết thúc hàng thứ 15. Bây giờ tiếp tục hàng 16 lên cho mình 3 bánh. Quay mặt lại, móc vô đây một mũi đơn. 3 mũi bánh nè. Qua đây móc cái cụm này đi lên. Rồi ở chữ V này các bạn sẽ tăng cho mình là 2 kép, 1 bánh, 2 mũi kép. Tiếp tục qua đây, 2 kép, 1 bánh, 2 mũi kép. Này, thì ở chữ V này mình sẽ tăng lên cái cụm nó giống như hai cụm hai bên này luôn. Rồi tiếp tục các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Qua đây móc một mũi đơn. 3 bính một đơn lặp lại 2 lần. Ba mũi bính nè. Rồi, ở bên đây các bạn sẽ móc tương tự như cái cụm mình móc bên đây phía này. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc hai cụm qua dưới còn lại cho mình.
Đây ở cuối hàng lên 3 bánh, móc vô đây một mũi đơn. Cuối hàng thứ 10 16 nè. Đang đợi một xíu nha. Các bạn sẽ lên một bánh và các bạn móc một mũi nữa kép vô đây luôn cho mình. Kết thúc hàng 16. Tiếp tục cái hàng 17. À không. Ở đây các bạn sẽ lên cho mình 3 bánh đi. Móc xuống đây một mũi đơn, kết thúc hàng 16. Tiếp tục hàng 17 lên cho mình là 3 mũi bánh. Quay mặt lại nè. Móc vô đây một mũi đơn. 3 mũi bánh. Qua đây móc cho mình là 2 kép. Một bánh nè. 2 mũi kép. Rồi lên 2 mũi bánh nữa. Rồi ở cái cụm chính giữa này, các bạn sẽ móc vô đây cho mình là 9 mũi kép liên tiếp. Chín mũi kép lên 2 mũi bánh, qua đây móc 2 kép, một bánh nè, 2 mũi kép. Như thế này. Đó. Rồi, tiếp tục. Lên 3 bánh. Qua đây một mũi đơn. 3 mũi bánh, qua đây một mũi đơn. 3 mũi bánh. Rồi, cái cụm này các bạn sẽ móc giống như cái cụm mình vừa móc bên đây. Này, mình đã được một cụm nữa. Rồi tương tự như vậy, các bạn móc hết cái hàng thứ 17 này cho mình tới cuối hàng luôn.
Đây mình tới cuối hàng thứ 17 nè, các bạn sẽ lên 3 mũi vĩnh. Móc vô đây một mũi đơn. Lên một vĩnh và móc xuống phía dưới đây một mũi nửa kép. Rồi kết thúc cái hàng thứ 17, bây giờ các bạn sẽ móc một dải bính nè. Nè ở bên đây. Khi mà lúc móc dải bính phía bên thân trước á, mình có chừa một đoạn nè. Thì nó cũng mình đã móc được 15 mũi thì ở đây là kết thúc 15 mũi rồi các kim luôn. Giờ các bạn sẽ móc thêm cho mình là tổng cộng 15 mũi nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi, các bạn sẽ nối vô trong cái đầu này luôn. Cái đầu mũi này. Các bạn nối vô đây. Các bạn móc lên cho mình hai bính để chốt cái mũi lại. Đó, sau khi chốt mũi xong các bạn sẽ kéo cái phần sợi nãy mình mới vừa móc á, kéo xuống. Rồi, chốt mũi lại rồi thì mình sẽ cắt cái phần sợi thừa này mình bỏ. Đó. Rồi, mình tính như là ở đây kết thúc cái hàng thứ 17 rồi nè. Đó. Thì bây giờ bên đây là mình đã nối xong cái phần tay như thế này. Thấy không? Cái phần tay áo. Thì cái này nó cũng có độ giãn á, nên khi mình các bạn kéo ra thì nó cũng khoảng tầm 16, 17, 18 gì đó. Nếu mà các bạn sẽ chặt thì các bạn sẽ móc sợ bự hơn nha. Rồi, là sau khi cái hàng thứ 17 các bạn chốt cái mũi cuối, các bạn mới buộc vô cái phần đầu mũi nha. Rồi các bạn móc cái phần này qua. Còn phía bên đây mình không có chừa hạ sợi nè, thì một hồi mình sẽ móc sau nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái đầu mũi đâm vô cái đầu mũi này. Các bạn bắt mũi dời xuống cho mình. Tổng cộng là 2, 4, 6, 7 mũi. Bắt 7 mũi dời cho mình. Mũi trượt á, 1 nè. 2 3 4 5 6 7 mũi. Rồi các bạn quay mặt lại nè. Các bạn sẽ móc vô cái chân mũi thứ 3. À, 1 2 3. Ngay chân thứ 3 nha. Các bạn móc cho mình là hai kép. Một bính, hai mũi kép, tiếp tục lên ba mũi bính nè. Các bạn sẽ móc vô cái đầu này một mũi đơn, ba mũi bính, quay qua đây móc cái cụm này đi lên. Rồi sau đó lên một bính, tách chín cái mũi kép này ra cho mình. Một bính qua đây móc hai kép, một bính hai mũi kép, tiếp tục lên ba mũi bính nè, móc qua đây móc một mũi đơn. Này mình đang móc hàng thứ 18 nha, ba bính nè, qua đây móc hai kép.
Đây, ở đây là tới cuối cái hàng thứ 20, ở hàng thứ 18 nè. Bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi bính nữa. Rồi các bạn sẽ đỡ cái mũi ở đây. Mình sẽ lấy cái đầu sợi rồi hả, mình cắt á. Các bạn sẽ móc cho mình một dải bính nha. Các bạn sẽ nối từ cái đầu bên đây. Cái đầu mình chụp mũi này nè. Cái đầu cuối cùng của phần thân trước, các bạn móc cho mình lên, chốt mũi là móc lên cho mình là tổng cộng 15 mũi. Rồi các bạn sẽ nối vô trong cái đầu, bạn bỏ kim ra, các bạn đâm vô cái đầu mà, cái đầu mũi ngay cái phần nhọn nè. Bạn kéo cái phần sợi này qua. Rồi các bạn móc lên cho mình 2 bính nè. Các bạn cắt cái phần sợi này cho mình. Kéo qua rút chặt lại. Rồi các bạn bỏ cái sợi này luôn. Đó, như vậy là mình đã nối được cái đó rồi. Ở đây, hồi nãy mình các bạn tới đây phải không? Lên 3 bính cho mình nè. Móc xuống cái cụm đầu này một mũi đơn. Tiếp tục 3 mũi bính nè. Các bạn bỏ cho mình là 4 mũi bính phía dưới. 2, 4. Ngay chân thứ 5 móc cho mình 2 kép. Một bính nè. 2 mũi kép. Bỏ một mũi, móc cái mũi kế tiếp một mũi đơn. Kết thúc cái hàng thứ 18. Rồi bây giờ cái hàng thứ 19 này. Đây mình cắt xong cái này thì mình cũng sẽ móc lên 2 bính rồi mình cắt cái phần sợi luôn. Ở đây thì nó hơi gắt gói chút xíu rồi mọi người. Đó. Rồi, mình kéo phần sợi cho chặt lại. Mình cắt cái phần sợi đi luôn. Kết thúc cái hàng thứ 18.